Chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục cập nhật với các bạn về cái cây dưới bonsai mini. Thì báo các bạn trước cái cây này thì mình đã cho lên chậu rồi. Đấy. Nhưng mà xét thấy ở trên chậu thì các cái bông tay của em nó chưa ổn định, thì nuôi sẽ rất là lâu. Đấy, chính vì vậy mình tiếp tục đặt ngược quay lại như thế này. Tất nhiên là mình đặt nổi nên sau này thì mình sẽ cắt chuyển đưa lên chậu thì nó đơn giản hơn, nó dễ dàng hơn. Thì các em đang phát triển rất là tốt. Các bạn quan sát cây. Hoành của em thì tầm khoảng 10 cm, tức là to hơn nắm dao to. Đấy. Thế thì trước đây mình cũng đã cắt đã chuyển một vài lần như thế này. Đấy, và chủ yếu là cắt giật thì các bạn. Chứ không có độ uốn nắn mấy. Thế thì hôm nay thì mình dự kiến của mình thì sẽ tiếp tục cắt tỉa cho em. Và có cái định hướng tương lai cho em thì mời các bạn cùng tham khảo với mình. Thế thì trong dự kiến của mình báo cáo các bạn là từ đây lên đây là gần 20 cm. Thì đây thì cái nhánh này thì mình muốn tạo cho em một cái tay ở đây. Đấy. Và tiếp theo cái nhánh này thì nó chuyển đường chuyển đây thì khoảng hơn 10 khoảng 12 cm. Đấy. Thế thì dự kiến của mình đã làm ở đây một tay. Thì trước cái chi là cái mầm này nó mọc ở xa ngoài này. Thì mình buộc ép ở đây thì đến bây giờ cơ bản các em cũng đã liền. Và gần như là chúng ta không liền thì chúng ta cũng gần như là đúng ý của chúng ta được rồi. Đấy, trông thế này thì cũng chẳng ai mà. Và mình nghĩ rằng là nó đã liền rất là đẹp. Ừ. Nên mai chúng ta dùng dây chúng ta quấn chúng ta uốn thì cái cành này vẫn là một tay tuyệt vời. Đấy, đây này. Cái hai tay thứ hai. Còn cái phần trên này thì báo cáo các bạn thì dự kiến của mình sẽ như thế này. Mình sẽ uốn như thế này. Đấy. Để cho cái tay này với cái tay này nó xoan nhe và tạo thành các cái cây ngũ phúc. Đấy. Và dự kiến mình sẽ cắt cái phần này. Đấy, cắt bỏ phần ngọn này để dựng cái này lên làm ngọn. À, tất nhiên thì mình sẽ thu ngắn lại để cho nó bật mầm và nuôi dần làm cái quả phúc ở chỗ này. Đấy, dự kiến này các bạn. Đấy. Thế thì các bạn là cái tay này thì cơ bản nó chưa được chuẩn xác nhưng cũng cơ bản là theo gần như đúng ý định. Đấy. Thế còn cái tay này nó vào cái điểm nhấn này thì mình muốn đặt vào đây thì tí nữa thì mình sẽ dùng dao mình gọt qua cái chút vỏ đây đi. Đấy, gọt qua chút vỏ đi và bên này cũng vậy thì mình buộc ghi ép cái này vào. Đấy. Cũng như cái phần này buông tay dưới và mình tạo dựng làm sao để nay mai nó niền để chúng ta có một cái tay ở đây. Còn nếu như chờ ở đây nó bật tự bật mầm lên thì cũng rất là lâu. Đấy. Cành này thì nó to bây giờ thì các bạn làm nó cũng rất là vất vả đấy. 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 Nhưng mà mình thử như thế này chứng tỏ vẫn là làm được, ở dưới nó cũng mềm thì mình buộc ghi ép thì lâu ngày nó sẽ liền là một hai là cái phần này nó sẽ đỡ. Nó sẽ không phát triển được thì nó sẽ đỡ to đi. Thì nó sẽ đỡ thô. Thì chúng ta sẽ có những cái tạo những tay sau này nó hợp lý hơn. Đấy.
Thì khi mà đến cái điểm này thì báo cáo các bạn thì tổng cây thì chắc khoảng 40 cm. Đấy, 40 cm. Để chúng ta cho lên chậu nó chơi thì được ngũ phúc thì rất là đẹp. Đấy. Thế thì cũng không được mất thời gian của các bạn nhiều, thì bây giờ mình cùng các bạn đi cắt tỉa cho em nha. Và bây giờ mình cùng các bạn đi cắt tỉa cho cái cây dưới này. Trước hết thì chúng ta cắt những cái cành mà nó không đúng ý định, chúng ta cắt bỏ đi. Cành này dài thì chúng ta cắt ra vỡ đi tí, chúng ta uốn cái cành này. Và tạm thời mình cắt sơ qua cho em như thế này để bà và các bạn này cùng vào quan sát. Tất nhiên là quá trình để thành cây thì cũng còn cả một quá trình rất là dài đấy. Thậm chí sau này cái phần này nó mà nhanh to thì thậm chí chúng ta còn lấy những cái mầm ở dưới này để chúng ta dựng lên quả phúc cơ đấy. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ tạm thời để như vậy để cho nó đỡ chống cây đã. Thì các bạn đã hình dung được cái cây đấy, nó như thế nào rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi dùng dây nhôm mình uốn nắn cho, thì các bạn sẽ thấy nó định hình nó rõ hơn về cái dáng thế của cây dưới này. Thì báo cáo các bạn thì cũng không để làm mất thời gian của các bạn, thì mình cũng tổ chức đi dây và uốn nắn cho em sơ bộ như thế này. Đấy. Đây là tay 1. Và dự kiến mình lấy mặt này là mặt chính. Đây là tay 2. Tay mình ghép đây là tay 3. Sang đây là tay 4. Và đây là dựng quả phúc. Thì cái phần ghép này thì mình ghi uốn nắn. Và nói tóm lại là các cái vị trí sau này. Đấy, quá trình phát triển thì mình sẽ cho em phát triển như thế này. Ở đây ta gọi là demo, định hướng. Còn có thể cành này sống, cành kia bỏ, thì ta tiếp tục ghép làm lại và làm đúng như thế này. Đấy.
Các bạn thấy cây đã cảm thấy nó có hình dáng của cây đấy. Và đúng tỷ lệ. Thế thì khi mình chơi mà cây bonsai là bonsai mini chỉ khoảng 40 cm, thì báo cáo các bạn là mình mang tính chất gần như là có thể là để bàn bàn công hoặc bất kỳ chỗ nào. Thì báo cáo các bạn là những cái cây này gần như là mình phải được xem, được ngắm tứ diện. Đấy, bông tán nó phải đều và đúng hướng, đúng tỷ lệ kích thước thì nhìn nó mới đẹp. Đấy, thì người ta đến, người ta xem, người ngắm, người ta không bị chê bôi nhiều. Đấy, tất nhiên thì mỗi người một ý, nhưng mà trên cơ sở cơ bản thì em đã được hình dung hình thành như thế này. Thế thì với các bạn làng nghề lão luyện thì mình không dám mua rìu qua mắt thợ, nhưng với các bạn là tập chơi thì báo cáo các bạn thì các bạn cũng tham khảo và cũng rút kinh nghiệm làm cái bài học để chúng ta cùng tạo được những cái cây bonsai mini mà nó gọi là tương đối chuẩn để giao lưu. Thế thì cũng không làm mất thời gian của các bạn nhiều. Thì hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn, cập nhật lại với cái cây dưới này và cắt tỉa uốn nắn đi dây cho em, định hướng cái dáng cho em. Uốn nắn tỉa tốt cho em để cho em hình thành gọi là một cây bonsai. Thì mình cũng cập nhật chia sẻ với các bạn như vậy. Đấy. Mình cũng xin được dừng video tại đây. Để chúc các bạn xem video luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt đối với các bạn là đam mê dưới thì chúc các bạn thành công, toại nguyện như ý. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.